Hôm nay ngày mới nhất em toàn thắng đại diện cho shop hàng Nhật lên sóng giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm máy giặt hiệu Panasonic V98900 giặt 11 cân sấy 6. Bản này bản 11 cân sấy 6 các bác nhé rất là đẹp. À, có giặt nước nóng. Ecolavi tiết kiệm điện đây em mở quay cho các bác đây hàng chất đẹp long lanh Bác nào xem clip lần đầu tiên thì cho em xin giới thiệu em Toàn Thắng chuyên gia dụng Nhật Bản có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên Bác nào có thời gian trực tiếp thì cứ qua shop nhà em lựa chọn những sản phẩm để mình về mình tiêu dùng Vì hàng Nhật này cũng rất là nhiều người bán và nhiều người rất là nhiều cái cái khung hàng khác nhau nên nếu các bác có thể điều kiện đến tận nơi chọn những sản phẩm của mình thì cực kỳ ok Còn đâu bác nào ở xa thì nếu tin tưởng shop nhà em thì em sẽ chỉ cần đặt cọc 200 đến 500 nghìn thì Em sẽ ship đến tận nơi cho các, bác. các bác phải trả tiền các bác nhé Tiêu chí của em bán hàng từ trước đến nay là vậy thì sau đây em xin giới thiệu cái sản phẩm máy giặt với 8900 con này nó có đổ xà phòng trên này các bác nhé đồ xà phòng trên này à, và nước xả xà phòng với nước xả nó tự động lấy đấy các bác không phải hàng ngày đổ nữa mà hết thì mới lại phải đổ đây là nước đấy. rất là hiện đại bản vx tám trở lên nó mới có cái công nghệ nắp trên nha đây thành vách đây em quay cho các bác thành vách nội thất mới kính quang luôn nếu nói về 8.900 thì không có cái gì để bàn cãi cả các bác, các bác nhé Vì nó là quá mới Quá mới để để chúng ta về sử dụng Nên đâm ra cái giá thành nó cũng sẽ cao Đấy, Giá thành nó rất cao các bác nếu sẽ lựa chọn sản phẩm 8900 này thì hãy tham khảo tất cả trên Google, YouTube, tất cả các cái shop bán À, cảm tưởng uh, chất hàng nơi nào đẹp thì uh, cũng lên uh, xuống tiền để mua vì cái hàng 8.900 và chín 000 này nó rất là hiếm bởi vì nó có nó nó mới ra bên thị trường Nhật mà về được thì nó cũng cực kỳ ít uh, cũng chỉ chắc là nhiều bác chắc là cả nhiều shop lớn cũng chỉ có lang đác một hai con về thôi các bác nhé trừ khi đập hộp thì không nói em gì bác nào quan tâm những sản phẩm con này thì con này em cũng đang dọn cho một bác khách đấy dọn lên để quay tiện thể quay rồi giới thiệu các bác luôn đấy, sản phẩm sản phẩm tám chín trăm này thì em dọn cho bác ý đã xong xuôi và bán cho các bác ấy thì sẽ bàn giao vào buổi chiều ngày hôm nay nếu bác nào cần những sản phẩm với 8.900 đẹp xuất sắc như này thì cứ nhấc máy alo cho em những sản phẩm làm triển chu ngon lành đẹp đẽ này thì nhà em đang bán cho bác như là 29 triệu các bác nhé 29 triệu cái sản phẩm này mới về có một con trước thì bán hơn 30 triệu những sản phẩm tùy đợt em nhập hàng đợt này nhập nó có giảm được 1 2 triệu thì giá thành nó xuống bán nén ra con Đấy, các bác nếu mà quan tâm những sản phẩm nó 8900 con này quá xuất sắc luôn 8800 8900 đầu 7 đầu đầu 5 đầu 3 thì em có hết các bác nhé Đấy. bóng như soi gương như thiếu thùng hộp xốp thôi quá xuất sắc